Thưa quý vị, vừa qua lễ tang Thiếu tá Trần Ngọc Duy, phi công hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu ở Yên Bái vào trưa ngày 31 tháng 1, đã được tổ chức theo nghi thức quân đội tại nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Vụ tai nạn xảy ra ngay thềm đầu năm mới khiến ai cũng xót xa cho chiến sĩ trẻ. Rất đông người thân, đồng đội của Thiếu tá phi công Trần Ngọc Duy đã đến viếng tiễn biệt anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Toàn cảnh tang lễ phi công Trần Ngọc Duy. Vào 12 giờ 9 phút ngày 31 tháng 1 năm 2023, máy bay Su-22 số hiệu 5873 của Trung đoàn Không quân 921 Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân do Đại úy phi công cấp 3 Trần Ngọc Duy điều khiển đã cất cánh chuyến bay thứ nhất, bài bay huấn luyện số 206. Lúc 12 giờ 27 phút, trong lúc hạ cánh, máy bay đã gặp nạn, phi công được lệnh nhảy dù nhưng cố cứu máy bay. Tuy nhiên, sau đó máy bay bị rơi và phi công đã hy sinh. Đại úy Trần Ngọc Duy, sinh năm 1992, phó phi đội trưởng, tham mưu trưởng phi đội, phi công cấp 3, Su-22 phi đội 1, Trung đoàn 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, quê quán ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, sinh ra tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, trú tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Đại úy Trần Ngọc Duy nhập ngũ tháng 9 năm 2010 đã được đào tạo sĩ quan lái máy bay quân sự tại trường sĩ quan không quân và đã từng trải qua các nhiệm vụ chức vụ phi công, phi đội 2, Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, phi công, phó phi đội trưởng đội 1, Trung đoàn 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân. Đại úy Duy đã bay trên các loại máy bay IAK-52, L-39, Su-22. Tính đến nay, đồng chí đã có 725 giờ 45 phút bay tích lũy, là phi công có nhiều kinh nghiệm, với nhiều thành tích xuất sắc trong huấn luyện chiến đấu và học tập công tác. Đồng chí được Đảng, Nhà nước, quân đội tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3, Huy chương Chiến sĩ Vẻ vang hạng 3 và nhiều danh hiệu thi đua, bằng khen, giấy khen các loại. Đồng chí được phong quân hàm Thiếu úy năm 2014, được thăng quân hàm Trung úy năm 2016, Thượng úy năm 2019. Năm 2021, đồng chí được thăng quân hàm trước niên hạn từ Thượng úy lên Đại úy. Ngay khi nhận tin chồng hy sinh, vợ cùng với hai con nhỏ của Đại úy Trần Ngọc Duy khi đó đang trong Ninh Thuận ăn Tết cùng gia đình ngoại đã vội vã trở về. Tối 31 tháng 1, không khí tang thương bao trùm trong con phố nhỏ. Ánh mắt xót xa hiện lên trên từng gương mặt những người hàng xóm, nơi vợ chồng Đại úy Duy sinh sống. Nhà của Đại úy Duy cách cổng đơn vị là Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân khoảng 100 mét. Nhiệt độ chỉ 14 độ C, không khí tang thương lạnh giá bao trùm ngôi nhà nhỏ. Tại đây các thủ tục đã được đồng đội hàng xóm láng giềng chuẩn bị hoàn tất. Theo lời kể của hàng xóm, hai vợ chồng vừa mua ngôi nhà số 514 cách đây 4 tháng, sau đó sửa chữa nhà hết khoảng 200 triệu đồng, chỉ mới trước Tết Nguyên đán tổ chức ăn nhà mới. Bà Trần Thị Giờ hàng xóm cho hay, cháu Duy nhiệt tình thân thiện với hàng xóm lắm. Khi nghe tin cháu hy sinh, cả xóm đều thương xót vì vợ trẻ, hai con còn nhỏ quá. Ngồi một góc nhà, bà Trần Thị Ngọc Phương 63 tuổi, bác ruột Thiếu tá Trần Ngọc Duy nén đau thương, thay mặt ông Trần Ngọc Côn bố ruột lo chu toàn mọi việc trước khi đón cháu trai về nhà. Bà Phương kể, khoảng 15 giờ ngày 31 tháng 1, chị Võ Hoàng Minh Phương vợ anh Duy gọi điện báo tin chồng gặp nạn tại Yên Bái. Gia đình ban đầu chỉ nghĩ anh bị thương, đang được cấp cứu, vẫn còn một tia hy vọng. Nhưng khi đơn vị thông báo, chúng tôi biết rằng tia hy vọng đó đã không còn. Bố Duy bật khóc, những người khác sốc không nên lời, thu xếp nhanh chóng lên Yên Bái. Bà Phương nghẹn ngào, gia đình thống nhất giấu chuyện buồn với bà nội 95 tuổi, dù bà cũng phần nào cảm nhận được cháu trai gặp nạn. 22 giờ 22 phút, chiếc xe 16 chỗ chở bố mẹ vợ, vợ và hai con gái của Đại úy Duy từ sân bay Nội Bài về đến nhà phố Trần Bình Trọng, Nam Cường, thành phố Yên Bái. Bà nội và người thân bế hai cháu nhỏ, chị Võ Hoàng Minh Phương, vợ của Đại úy Duy xuống xe, khóc ngất trước cổng nhà. Hai con nhỏ ngơ ngác, chưa hiểu chuyện, khiến người nhà, đồng đội và người dân đến thăm hỏi, không kìm được nước mắt. 23 giờ bố đẻ của Đại úy Duy gọi điện trao đổi cùng Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 921 bày tỏ nguyện vọng được đưa ra vị trí phi công gặp nạn và hy sinh. Nguyện vọng của gia đình được chỉ huy đơn vị đáp ứng ngay lập tức. 23 giờ 25 phút, các đồng đội vẫn túc trực bên gia đình bất chấp cái lạnh. Chiếc xe chở người nhà ra vị trí phi công gặp nạn quay trở lại. Mẹ của Đại úy Duy khóc nấc. Không ngờ người nhà và vợ Đại úy Duy lấy lại bình tĩnh, muốn được ra bệnh viện để nhìn con, chồng lần cuối trước khi nhập quan.
Trên chuyến xe ra bệnh viện, chị Phương kể hai vợ chồng về nhà vợ ở Ninh Thuận ăn Tết từ 24 tháng Chạp. Đây là cái Tết đầu tiên Đại úy Trần Ngọc Duy được ăn Tết trọn vẹn cùng vợ con sau 3 năm trực Tết ở đơn vị. Chị Phương nghẹn ngào, anh Duy bay ra trước để kịp mùng 5 lên Yên Bái. Anh Duy hứa thứ 7 tới 14 tháng riêng sẽ lên sân bay Nội Bài đón ba mẹ con, vậy mà. Vợ Đại úy Duy nói, chồng mình từ bé đã có ước mơ làm phi công. Thuở nhỏ, vì bị say xe, Duy đòi bố mẹ mua chiếc ghế xoay tập luyện, quyết tâm vượt qua và thi vào phi công. Đại úy Duy được đồng đội cho biết là người có trình độ bay rất tốt. Trước khi chuyển công tác ra Yên Bái, phi công Trần Ngọc Duy có trình độ bay giỏi khi còn học tập và thực hiện nhiệm vụ ở Khánh Hòa, Ninh Thuận. Vợ Đại úy Duy khóc và cho biết, mới đầu nghe tin em nghĩ anh Duy có thể nhảy dù và chỉ bị thương, đến giờ vẫn không tin là Duy đã hy sinh. Bình thường trước khi bay, anh Duy chỉ nhắn tin bố đi bay nhé và nhà gần đơn vị nên hầu như không khóa cửa. Nhưng hôm nay cửa nhà được khóa rất kỹ, đồng đội phải tìm khóa mãi mới thấy. Không biết những ngày sau ba mẹ con phải làm thế nào. Quá phụ 26 tuổi gạt nước mắt trong đêm trước lễ viếng chồng. Còn theo chia sẻ của bố vợ Đại úy Duy, ngày chị Phương đưa người yêu về ra mắt, ông Võ Văn Dũng nhìn chàng trai cao lớn tin rằng có thể giao phó con gái trọn đời. Trong mắt ông, con rể ít nói, sống tình cảm, cha con hợp tính nên thường tâm sự về dự định tương lai. Biết đời binh nghiệp phi công rủi ro nhiều hơn hào quang, ông Dũng luôn dặn dò con gái động viên, đừng để chồng buồn mà phân tâm, bay không tốt. 3 năm qua, vợ chồng Dũng đón Tết với nhau khi con gái theo chồng từ Phan Giang ra Trung đoàn Không quân 921 ở Yên Bái làm việc. Cuối năm ngoái, sau khi cất được mái nhà, chấm dứt những ngày thuê trọ, anh Duy quyết định đưa vợ con về ngoại ăn Tết. Trước khi trở về đơn vị, anh dặn bố mẹ vợ mùa hè này ra miền Bắc đi chơi một chuyến. Mùng 9 Tết 30 tháng 1, Chip và Cam, hai con gái của Duy khi trò chuyện video qua điện thoại, vẫn nhắc bố cuối tuần đón cả nhà ở sân bay Nội Bài. Cũng như con gái, khi đơn vị báo tin dữ, ông vẫn đinh ninh chàng rể đã bung được dù và chỉ bị thương. Trên đường từ Ninh Thuận ra sân bay Cam Ranh Khánh Hòa, gia đình ông mới biết Duy đã hy sinh. Người đàn ông 60 tuổi mắt thâm quầng sau đêm không ngủ nói, tôi mong muốn thu xếp hậu sự ổn thỏa cho con rể, rồi xin phép thông gia đơn vị tạo điều kiện đưa con gái và cháu ngoại về Ninh Thuận để ông bà tiện chăm sóc. Còn kể về người em rể của gia đình, anh Võ Quốc Hùng, anh vợ thiếu tá phi công Trần Ngọc Duy không cầm được nước mắt hai bên chậu cúc mà chính tay Duy chọn mua để trưng Tết Quý Mão, nói rồi lau nước mắt. Hai chậu cúc vẫn còn xanh tươi nhưng người thì nay đã không còn. Nhìn hai chậu cúc vàng, tôi thấy ruột gan mình như bị sát muối, đau nhói. Nghĩ lại, thấy thương cho vợ và hai con nhỏ của Duy. Anh Hùng cho biết, Duy là người sống cẩn thận và rất tình cảm. Dù là rể nhưng gia đình anh Hùng xem Duy như ruột thịt. Những ngày Tết Quý Mão vừa qua, Duy còn báo tin vui với cha mẹ vợ do quá trình công tác tốt, được cấp trên đồng đội yêu mến nên được lên chức là phi đội phó, tham mưu trưởng phi đội 1 thuộc Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371. Lau vội những giọt nước mắt, anh Hùng cho biết Duy và em gái của anh kết hôn năm 2016 rồi sinh được hai cháu gái. Vì hoàn cảnh và sau khi chuyển công tác ra Yên Bái nên con gái đầu của vợ chồng Duy gửi lại nhờ ông bà ngoại ở thành phố Phan Giang Tháp Chàm chăm sóc. Riêng cháu nhỏ hiện 13 tháng tuổi, vợ chồng Duy bồng theo ra Yên Bái. Đến 7 giờ sáng mùng 1 tháng 2, lễ truy điệu được tổ chức theo nghi thức của quân đội tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Lễ viếng từ 8 giờ đến 12 giờ 30 ngày mùng 1 tháng 2. Đọc điếu văn truy điệu, Đại tá Dương Quốc Thịnh, chính ủy Trung đoàn 921 đã điểm lại cuộc đời của Thiếu tá Trần Ngọc Duy. Đại tá Dương Quốc Thịnh nhấn mạnh, sự hy sinh của Thiếu tá Trần Ngọc Duy là một tổn thất to lớn đối với quân đội nhân dân Việt Nam, quân chủng phòng không không quân, sư đoàn không quân 371 và gia đình. Đại tá Dương Quốc Thịnh nhấn mạnh, đây là một tổn thất vô cùng to lớn đối với quân đội nhân dân Việt Nam, quân chủng phòng không không quân, sư đoàn không quân 371, Trung đoàn không quân 921 và gia đình đồng chí Thiếu tá Trần Ngọc Duy. Đồng chí Thiếu tá Trần Ngọc Duy đã vĩnh viễn ra đi về cõi vĩnh hằng, để lại niềm tiếc thương vô hạn. Quân đội nhân dân Việt Nam, quân chủng phòng không không quân, sư đoàn 371, Trung đoàn 921, đồng chí đồng đội mất đi người cán bộ, đảng viên ưu tú đã được rèn luyện thử thách trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu học tập, công tác và trong công cuộc xây dựng đất nước thời kỳ đổi mới. Đồng chí ra đi để lại danh thơm bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ phòng không không quân ưu tú, chung với nước, hiếu với dân, còn đọng mãi những ấn tượng, tình cảm tốt đẹp của một người con hiếu thảo, giàu lòng nhân ái, thủy chung. Cũng tại lễ tang, Bộ Quốc phòng đã quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan từ đại úy lên thiếu tá trước thời hạn đối với phi công Trần Ngọc Duy.
Cùng ngày, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã ký quyết định truy tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương cũng đã ký quyết định truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho Thiếu tá Duy. Tang lễ được cử hành, nhiều người không cầm được nước mắt trước ánh mắt rưng rưng nghẹn lời của bố đẻ thiếu tá phi công hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là người vợ trẻ Võ Hoàng Minh Phương và mẹ đẻ của thiếu tá Trần Ngọc Duy vẫn không tin vào sự ra đi của thiếu tá Duy. Rất nhiều người thân, đồng đội, các tổ chức đoàn thể cùng nhân dân thành phố Yên Bái đến viếng, chia sẻ mất mát với gia đình. Đến đúng 12:30, lễ di quan thiếu tá Trần Ngọc Duy bắt đầu, linh cữu được đưa về tỉnh Thái Nguyên hỏa táng. Giấu nỗi đau vào trong, chị Võ Hoàng Minh Phương, vợ thiếu tá Duy, tất bật chạy đi chạy lại giữa những niềm đau của người xung quanh. Phía trong nhà tang lễ, nơi có linh cữu của chồng chị, còn phía ngoài sân, cô con gái lớn dường như vẫn không hiểu tại sao mẹ lại buồn đến vậy. Thỉnh thoảng chị xa xuống bên con nói nhỏ gì đó. Con gái chỉ tựa đầu vào mẹ, tay vỗ về lên vai mẹ đang run lên. Con gái nhỏ của phi công Duy khi được bà bế đi theo linh cữu của bố vẫn ngơ ngác không hiểu gì. Đi bên cạnh nhìn thấy khuôn mặt của bé, đại úy Lê Đình Thành, người bạn học, đồng đội của thiếu tá Trần Ngọc Duy bật khóc rồi đưa tay lên vỗ về bé. Đại úy Thành cho biết thiếu tá Duy là một người rất đam mê bay. Anh thường nghiên cứu các bài bay khóa mục mới. Duy có tình yêu lớn với gia đình và bầu trời. Giờ Duy ở lại với bầu trời, còn gia đình thì vắng Duy. Đi cạnh linh cữu của con, mẹ của thiếu tá Duy thỉnh thoảng lại gọi: Duy ơi, về với mẹ. Duy không về được với mẹ, với gia đình và đồng đội. Duy ở lại với bầu trời Tổ quốc. Nhưng sự hy sinh và tận hiếu của Duy luôn nằm trong trái tim mỗi người. Từ đầu giờ chiều, tại nhà tang lễ An Lạc Viên thuộc Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, gia đình và đồng đội hoàn tất những thủ tục cuối cùng trước khi đón linh cữu thiếu tá Trần Ngọc Duy. 16:20, linh cữu được đưa về nhà tang lễ An Lạc Viên để hỏa táng. Các công tác chuẩn bị được hoàn tất, đồng đội thực hiện nghi thức thu cờ Tổ quốc, chuẩn bị đưa linh cữu đi hỏa táng. Những người thân và đồng đội đau xót xếp hàng đi vòng quanh quan tài nhìn phi công Duy lần cuối. Bà Vũ Thị Thúy, 49 tuổi, nhìn mặt con trai lần cuối bật khóc: Duy ơi, về với quê rồi con ơi. 20:01, tro cốt của thiếu tá Trần Ngọc Duy được đưa về nhà riêng. Tại đây, 2/2, lễ truy điệu diễn ra vào lúc 11:30, lễ an táng diễn ra lúc 13 giờ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Thưa quý vị, thiếu tá phi công Trần Ngọc Duy hy sinh không còn nữa là một tổn thất lớn đối với vợ con, gia đình, người thân và đồng đội nói riêng, và cũng là mất mát lớn đối với quân đội nhân dân Việt Nam nói chung. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin được gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và đồng đội của thiếu tá Trần Ngọc Duy. Mong mọi người sẽ mạnh mẽ, sớm vượt qua được nỗi mất mát to lớn này. Xin được thắp nén hương lòng tiễn biệt đồng chí.